Sáng ngày 14 tháng 4, tại nhà thi đấu quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Vietinbank đã tổ chức hội thao trụ sở chính Vietinbank năm 2018. Đến dự buổi lễ có ông Lê Đức Thọ, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc cùng các thành viên trong hội đồng quản trị, ban lãnh đạo, lãnh đạo công đoàn Vietinbank, các công đoàn bộ phận trực thuộc trụ sở chính và đông đảo cổ động viên. Phát biểu khai mạc hội thao, Tổng giám đốc Lê Đức Thọ nhấn mạnh, hội thao là dịp để cán bộ, người lao động trụ sở chính Vietinbank thể hiện không những chỉ giỏi năng lực chuyên môn, nghiệp vụ mà còn rất tài năng trong các hoạt động thể dục, thể thao. Đặc biệt, hội thao đã thực sự hữu ích khi giúp cho cán bộ, người lao động tăng thêm sức khỏe thể chất, tinh thần và sự gắn kết. Từ đó, đội ngũ cán bộ, người lao động hào hứng hơn trong công tác chuyên môn, góp phần tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc được giao. Hội thao năm nay có sự tham gia của hơn 200 vận động viên đến từ 36 công đoàn bộ phận trực thuộc, tranh tài ở hai bộ môn kéo co và bóng bàn. Ở bộ môn bóng bàn, các vận động viên thi đấu ở 4 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ. Các vận động viên đã thi đấu với tinh thần nhiệt huyết, sôi nổi, cạnh tranh quyết liệt, làm nên những trận so tài đẹp mắt, những tình huống giằng co, những pha bóng gay cấn càng làm nóng bầu không khí cổ vũ của khán giả trên khán đài. Sau một ngày thi đấu hết sức sôi động, ở bộ môn kéo co, ban tổ chức đã trao giải nhất cho công đoàn bộ phận quản trị, giải nhì cho đội, các công đoàn bộ phận công đoàn và các công ty, đội bóng chuyển ngữ, đồng giải ba cho các đội, công đoàn bộ phận của khách hàng doanh nghiệp và đội công đoàn bộ phận khối quản lý rủi ro. Ban tổ chức cũng đã trao giải thưởng cho các cá nhân đạt giải ở các nội dung tranh tài bộ môn bóng bàn. Hội thao trụ sở chính Vietinbank năm 2018 đã thành công tốt đẹp. Đây là một sân chơi bổ ích, lành mạnh, giúp cho cán bộ, người lao động Vietinbank tăng cường sức khỏe, tinh thần và giao lưu đoàn kết. Qua đó cũng khẳng định được sự phát triển mạnh mẽ của phong trào rèn luyện thể dục, thể thao tại trụ sở chính Vietinbank. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.